dân như này là thế nào? Ở quê bác mà cũng không có việc, đi làm lớn không có việc thì mình không có gì. Bây giờ các anh chúng tôi sang lại quán Đức, chúng tôi trình bày vấn đề, nó không có vấn đề gì cả. Các ông đang xâm phạm vào quyền con người đấy nhá. Chúng tôi đang đi đòi quyền con người. Chúng tôi chả làm cái gì. Các ông đánh đập nhân dân trong nội, đưa cả đôi con đầu gấu đến đánh đập nhân dân trong nội chúng tôi. Đấy là xâm phạm vào quyền con người. Các ông căn cứ vào đâu mà các ông cướp đất của nhân dân chúng tôi? Cướp hết đất đai của nhân dân tôi, xâm phạm vào quyền tự do mới gọi là quyền tự do lựa chọn việc làm. Bây giờ các ông an ninh nhà, các ông là người hiểu luật, tại sao các ông lại ngăn cản chúng tôi? Chúng tôi yêu cầu là chính quyền phải tuân thủ luật pháp. Yêu cầu chính quyền phải tuân thủ luật pháp. Yêu cầu các ông phải tuân thủ luật pháp. Tại sao các ông lại ngăn cản chúng tôi? Đây là chúng tôi chứ bảo vệ quyền con người. Tại sao không ngăn cản chúng tôi? Các ông bắt 10 người dân của chúng tôi đấy. Mày là người gì? Bắt 10 người của chúng tôi. Tao cũng là công dân. Tao là công dân mày. Bắt 10 người dân của chúng tôi. Bố mày không phải là người à? Cái đó chúng tôi yêu cầu tất cả bà con di chuyển khỏi khu vực này. Để vào cầm chặt máy. Cái đó. Các bà con bảo vệ đây. Các bà con bảo vệ đây. Các bà con chúng công an đây. Mày không bây giờ mày để cho đánh đâm như thế. Bảo vệ. Tao không ăn bảo vệ. Ăn nó ra nó đi. Chưa đánh nó. Mày nói chửi không phải sao? Chửi đâu? Nó đấm vào tôi đấy. Công an bao che quân đội đánh nhân dân. Các ông công an để cho dân cho quân đội đồng bào đánh nhân dân nhá. Quân đội đánh nhân dân. Các ông công an bảo vệ nhân dân chúng tôi. Tôi để chúng tôi bắt tôi đây. Không để đúng rồi. Nhà dân cùng sản xuất lao động.